Dạ, chào anh Hồng Hồng ơi. Dạ, chào anh Quắc ơi. Dạ, cháu cũng xin kính chào bà con cô chú anh chị xa gần thân mến và cùng anh em chơi kiển thầy thợ. Em cháu xin hôm nay giới thiệu cùng cô chú anh chị một lô kiển mai tùm lum hết. Dạ, em cháu xin phép được tiến hành đo cây thứ nhất là cây số 1. Đó. Mình đọc số điện thoại giao lưu luôn đi. Dạ, số điện thoại giao lưu của em cháu là 0706398713. Em cháu tên Nguyễn Văn Hồng. Hổm gài nhiều rồi, ai cũng biết tên trơn rồi. Rồi cây số 1 là cây mai vàng nha cô chú anh chị. Đó. Đo sinh không số cái 38. 58 chiều cao. Đo ngay đây nghe cô bác anh chị là 25. Cũ này bự lắm mà, cũ này nó tới mấy Đây qua cái số tới 50 đặng à, 49 đặng. dạ Ngày mai này nó lên rễ nó muốn xù hết tại vì cô chú anh chị nè, vàng vàng nè, rễ nó đây cái gì nè, nó nhăn da hết rồi. sắp lên xù ha Dạ, nè, vàng khè luôn. Rồi cây thêm cái chậu này, chậu xương cô bác anh chị, chậu gầm nha. Em cháu có hai cái đặng. Dạ, cây mai này 2,5 triệu. Cây số 1 là cây mai vàng. Có chậu luôn không Chậu luôn, bao chậu, ba xếp chậu luôn. anh? Đo cái đường kính chậu thứ này. Đường kính ngang. Đường kính chậu là 45. Ngang ra 45. Chiều cao Okay. chậu. Cao chậu là 26. Dạ, 2,5 triệu bao xếp chậu luôn. Cây mai chậu luôn quá rẻ. Mai này đúng cây bonsai nha cô bác anh chị. Rồi. Cây số 1 mai vàng. Tới cái thứ hai là cây chậu. Cái chậu gồng nha cô bác anh chị, chậu này chậu xưa chứ không phải chậu bây giờ. Bây giờ nó cũng có bán nè, bây giờ nó mới lắm. Nó bóng hơn. Chậu gồng thì cái chậu này cũng y như nãy vậy đó, cũng một một cặp của nó đó. Chậu này có giá là 1,6 triệu. Thôi mình đo luôn, đo luôn anh. Đo luôn cái cho nó vui rồi. Ở trong anh đo đường kính ở trong. Lọt lòng là 36 nha cô bác anh chị. Đường kính ở trong lên. Đường kính ở trong là 25 nha. Rồi cho con rồng, một con hay hai con không biết nữa. Long chanh châu hay long ngọc chỉ biết nữa. Rồi cái chậu, cái số 2. Rồi cây số 3 cũng là chậu xưa nữa mà xưa bây giờ ra giả cổ nha. Đó, cây bông trang hoành cờ khủng à. Quanh này là bá cháy bù chét. Đây này chiều cao 26 nha cô bác anh chị. Trước tiên em đo chỗ cái eo này trước cái nha. Eo này là 26 nha cô bác anh chị. Cũ dạ. Dưới nè, cũ sát luôn đi. Đo cũ dưới nha, cũ dưới là 36 nha cô bác anh chị. Này trang gì anh? Trang đỏ lá nhỏ. Dáng này là chơi cây bài được, siêu phong rồi đầu nữa về gọc cái này chút nó có giọng lắc lên. Đấy này em cháu gọc còn hơi cạn. Rồi cây bao này có luôn giá, anh. Bao chậu luôn, có giá là 9,5 triệu. Đỏ lá nhỏ. Rồi. Cây số 3 có giá 9,5 triệu. Cây số 4 là cây cây sọp. Cây sọp nha cô bác anh chị, dìm lên chút gì. Kéo đi về đại đi, đi buông lại bà con giao lưu về trồng chỉnh sửa lại cho ngay ha. Dạ, cái này cây sọp nữa cô bác anh chị, 70 triệu cao. Hoành là 45. Dáng cái đo đo này thì bự lắm nha cô bác anh chị. Đo trên đây 45 là ở đây nó như thú nằm như một bệt vậy. Cây dáng lết. Rồi cây này có giá là 2,2 triệu. Cây sọp. Rồi nguyên lô mình cũng bao ship toàn quốc luôn ha. Bao ship toàn quốc luôn. 2,2 triệu. Cái cây gừa. Cây số 5. Trời ơi ba ngự chỗ. Nó anh nuôi chỗ. Cây số 5 là cây gừa là đọt đỏ nha cô bác anh chị. Đó giờ không biết cây gừa đợt đỏ mua đại cây người ta nói mắc dữ lắm nè, mấy người kia mới bán cây cả 100 triệu bạc mà cây thước hoành
nè, đào đọt nó có đọt cá nè. Rồi, quay qua nó quay. Quay cái mặt lá thôi. Gừa đọt đỏ. Mét gờ mét 6 đi. Hoành nó 35. Nó đọt nè, thì quay cái đọt cho bà con đó coi. Ở lá nè, lá đỏ nè. Đây nè. Đó. Nã đọt nó ra đọt đỏ ké nè, người ta kêu gừa đọt đỏ nghe cô bác anh chị, gừa bức đỏ. Dạ. Không biết nó có giá trị gì mà ở đây đã mua mắc dữ lắm, bán mắc dữ lắm, mắc luôn. Tôi hỏi một bạn nó bán trên Sài Gòn cây có 100 triệu bạc mà có mét hoành à. Rồi. Giá luôn. Rồi giá cây này có giá là 2,8 triệu nha cô bác anh chị. Dạ. Để rồi, rồi tiếp tiên này nè. Đây, đây. Kéo vô 2,8 triệu. Còn cây me này bự quá, để dưới đất luôn cũng được. Để quay luôn ha. Dạ. Cây me. Me ngọt nha cô bác anh chị. Cao cũng cho 1m6 đi, trừ hao đi. Nó trên 1m6 mà tính 1m6 đi. 47 hoành. Rồi cây này có giá là 2,2 triệu. Cây me nha cô bác anh chị, me ngọt nha. Để em đi vòng qua lần nha. 2,2 triệu ship cái chắc lỗ luôn á. Ship tàu quất luôn ha. Ship 200 cây số thôi. Cái sung rồi luôn đi. Để cái sung luôn ha. Ừ. Nhà cây sung. Cây số mấy rồi me, cây số mấy rồi? Cây số 7 là cây sung cô bác anh chị. Cây sung. Em sung, em đứng một mình em cũng sung nha. 1,5 m. 1,8 m. Cái này về cắt ngang đây đẹp lắm nha cô bác anh chị, tán ngang đây nè. Tại không dám tán, để ai mua được chơi cao, cao không được thì tán xuống. Chiều cao 1m8. Rồi quanh. Quanh nó tới 64 nè. Ở trên này hư à. Eo. Eo thì 42. Cái sung này đẹp lắm mà, xù rồi, xù nu luôn, sung mà xù luôn nè. Nhũ như mai nha. Cây số 7 hả? Cây sung số 7 này có giá là 4,5 triệu nha cô bác anh chị. Về tán ở đây chơi cây siêu phong ngồi đầu dựng cái ngọn lên đây. Cái này đẹp lắm mà, sung này 4,2 triệu. Còn nếu không thì để nữa, nó có cần này chịu qua chở dễ gãy nè. Này nó bay sung xưa mình phải không anh? Sung xưa đó, sung này dạ. Kêu sung nồi, nồi trái bự á. Rồi cây số 7. Rồi cây số 8, cái bông trang đỏ lá nhỏ. Cây này chiều cao nó 83. Ba cây hoành mình đo một cây đi. Cây nó 17. 14. 14 ha. Ừ, ba cây. Ba thằng. Cái này nó cũng gời nha cô bác anh chị, nó không có được liền nhưng mà cây này có giá là 1,5 triệu thôi. Trang đỏ lá nhỏ, cây số 8, 1,5 triệu. Yeah. Rồi, ra khiến này xuống coi, khiến này xuống coi. Đây nè, thấy chết nè. Số 8, cây số 9 đưa cây me lên luôn đi. Đó. Cây số 9 cũng là cây me nha, me ngọt nha cô bác anh chị. Me này đẹp à, cây này khá cây lắm à. Cũ, chơi cũ rễ thì nó hơi ít nhưng mà cũ của nó đẹp lắm. Chiều cao là thước 2. Chiều hoành nó là 47. 47 nha cô bác anh chị. Cũ nó bự lắm mà. Cũ nó 61. Rồi cây me này có giá là 3,5 triệu nha cô bác anh chị. Cây số 9 3,5 triệu. Cái me ngọt. Rồi.
cây số 10. Đó. Cái số 10, cái này giống con trâu nước quá trời. Nó nặng ra nè. Cây này cây cần câu của ông Khương Tử Nha, ông bỏ lại nè. Rồi để ngang ngang đi, để ngang ngang mình đo đi. Quay rồi, được rồi, đừng có quay giấy nữa. Rồi, mét 9. Mét 8 rồi. Cây gì anh? Cây này cây da Nhật. Cây da Nhật. Đồ của Nhật là đồ tốt. 43. 42 hoành. Dạ. Hai cây này đẹp lắm nha cô bác anh chị, lá nó là xanh bốn mùa. Dạ. Trái nó cũng như trái gừa vậy đó, cho nên có người ta kêu cây gừa nước, nhưng mà có người ta kêu cây da để, Nhật. Để cho nó ngang nha. Để quay nằm xuống như nào nữa đã trồng bay đẹp lắm nha cô anh chị, sắp cái tiểu cảnh để mấy ông già chân trâu thương thượng với nhau ngồi câu giữa luôn. Cái giữa qua kia giữa qua ngược lại. Dạ rồi. Buồn ngồi dưới bóng cây uống nước trà cũng mưa cũng không. Rồi giá luôn anh Hồng. Rồi giá có giá là 3,5 triệu cái da Nhật. Cái này đem về chơi liền nha cô anh chị. Hôm nay cây thứ mấy rồi? Cái số 11 là cây khế găng. Khế này không biết sao nó tùm lum trơn nè nha cô anh chị, về cắt ra thón cây lắm nhưng mà làm không kịp rồi chưa cắt nè. Có kéo bấm bấm mấy này cái là sạch cây, nó có hai đứa vết chạy đây nè, nó kéo rồi. Mình quay vòng đi. Bỏ rồi đó lại đi. 31 hoành 2 thân. Dạ. Chiều cao. Chiều cao là 49. Cây khế găng. Có giá là 1,5 triệu thôi. Nó lộn kêu 1,2 triệu mà lộn 1,5 triệu. 1,2 triệu nghe cô bác anh chị. Dạ. Bao ship toàn quốc. Này hai thân cắt ra đẹp lắm. Rồi tới gì nữa thảy lên. Mấy cây đung nu gà thảy lên. Cây số mười mấy vậy? Cây số 12 nu. Nu gò công. Nu gò công. Lá gì? Lá lớn bầu tròn, lá bầu tròn. Cũng như chung lớn á chứ không phải là chung nhuyễn. 21. Chiều cao 22. Cây này cắt ra đẹp lắm nha cô bác anh chị, bỏ cái thân này cắt lại quấn đây rồi nữa chơi cây vô chậu một tay không đó. Đế thì rất đẹp nè. Đế thì nó đều hết trơn, không có chê đế là không có chê chỗ nào. Cái nhưng cái thân mình mắc nuôi lại thôi nè. Rồi cây này có giá là 600. Bao ship toàn quốc. Cây số 12 nu gò công có giá 600. Cây số 13 cũng là nu gò công. Mấy cây này cắt lại bánh ú không có nghe cô bác anh chị, tại em chưa cắt. Cây này 22 hoành. Cao luôn. Chiều cao là 31. À, 22 hoành bự lắm mà, cây này nuôi gò công nha. Lá chung trò bầu tròn, lá bầu tròn nó nhỏ lá chú thủy chút thôi chứ nó không phải là chung nhuyễn nha. Chung nu, chung da xanh đồ mấy chung nhuyễn, còn cái này lá lớn đi, lá bầu tròn đó. Rồi, cây này có giá là 600. Cái số 14 cũng nuôi gò công luôn. 27 triệu cao. 15 triệu hoành. Rồi cây này có giá là 400 nha cô bác anh chị. Cây này cắt ra đẹp lắm, hạ này xuống nè. Cắt này đây lấy đọt này làm đọt chủ rồi nha, tại vì mấy bà không biết cắt gì đó. Dạ. Bán đây nè. Rồi cây này kêu nhiêu rồi quên rồi, 400 hả? 400 cây số mấy vậy? 14. Cây số 15. Tới 15. Cũng y vậy luôn. 400 luôn. Cũng 27. Hoành cũng 17. Rồi cũng 400 luôn. Cây này cũng vậy luôn. Ý gan vậy luôn mà 18 hoành. 22 cao, cây này 500 nha cô anh chị, cây này cắt cây bài được.
bỏ mấy này ra lấy lại cái đọt này làm đọt chủ ra. Cây mười mấy rồi? 17. Để cây này 18. Cây này 17 tới 17. Cây này số 17 nha cô anh chị quên. 21 hoành. 33 cao. Cái này có giá là 600. Số 17 nu gò công, công gò nu. Cây số 18. Cái này cái này 13 hoành, khỏi đo. 21 rồi cái này 300. Hỏi suy nghĩ. Bốc thảy mẹ đi cái này suy nghĩ gì nữa. 21. 32. Rồi cây này 400. Cây cây 20. Cây 20. Rẻ mà nhờ số lượng nhiều nha cô bác anh chị. Cái bầy này nuôi lên tiền lắm ạ. 22 hoành. 23 cao. Rồi cây này 600. Đẹp cây này đẹp, cắt đây hạ này xuống cái chơi cây bài. Cái này ba thân nè. Tam tổng nè. Tam tổng tứ đức gì đó. 21. 15. Thôi 15 mà tính 15 ơi. 21. Rồi 300. Rồi cây 22. Cây 22. Cây 18 hoành nha cô bác anh chị, đo này là phải sát cấy luôn chứ không có chịu hao được. 25. Cây này 300. Cây số 22 300. 23. Cây 23. Hút ai hút nguyên bầy luôn để rẻ nha cô bác anh chị. 20 hoành. 24 cao. Cây này 500. Rồi đủ rồi chưa, mấy cây cây rồi. Cây 24. 24 này y vậy luôn, 300 đi khỏi đo. Nó đẹp lắm nè, cây trực lắc nè. Bằng mấy cây trước á. Đế đẹp lắm nha cô bác anh chị, đậy lắp cho nó tốt nha. Nè đế nó đẹp lắm á. Cây này là bao đế nha. Cây này 25. Cây này đo nè, này bự nè. 18 hoành nè. Này cao khỏi đi. Cao nó cũng cỡ 23. Cao 21. Cao cây này 600 nha, đế nó cũng giữ cây nào cũng khá đế, cây này đúng đế không sai nè, rễ nhỏ nhỏ đều hết trơn nè, không có chậu không có lỗi cái nào hết trơn á. Nè cắt vỏ thằng này, cắt vỏ cái ra cây à. 26. Cây số 26. 26. 26 này 400. Y vậy đó, giống vậy đó. 27. 27 này cũng y vậy luôn. Cũng phải đo được để lên người ta cũng kêu đo lại chăng à. 24 hoành nha cô bác anh chị. Chiều cao 21 nha cô bác anh chị, cây này 600 nha. 28. Cây số 28. 23 hoành. Chiều cao 27, cây này 600 luôn. 6 mà thằng 6 mà. Cây 29. 21 hoành. Chiều cao 26. 400. Nó nu đẹp lắm ạ. 17 hoành. 30 đuôi, 30 cao. 300. Hai 22 hoành. 27 đô cao. Hoành đuôi hoài trời. 23 27 cao, đế cũng đẹp y vậy đó, đế là bao đế hết nha cô anh chị. Đế không đều không ăn tiền. Cây này 600. Rồi thôi đi coi được chưa, thôi đi. Ít ít thôi. 15 hoành. 20 cao. Cái này 300. Nay sổ mà lấy gỗ đựng tiền mà. Nay sổ rồi chiều lấy gỗ đựng tiền à, mua dây chuyền đeo chơi nè. 뭐 hết bài này mua được mắc dây chuyền. 20 của anh. 23 đô cao.
600. Ủa, ghiền số đề lắm sao vậy? Hay nhớ số đề không? Trời, kiểu này chắc chết quá. Đi Bình Dương bán nước tường quá. 21 cao nhỏ bằng búng tay, cây này 300. Cái số mấy nãy giờ nộp số? 34. 35. 35. 21 hoành. Cao 18. Cây này 600. Cái này khổ giới thiệu. À, hổm gãi nhừ hết trơn rồi giới thiệu gì nữa. 36. Cái này 20, cây số 36, 28 hoành. Dạ. Cũ này đẹp lắm nha cô anh chị, giống cái bình tích là. Chiều cao 20, cây này 700 nha cô anh chị. Nguyên bày chỉ có cây này 700 thôi. Chà, mấy thằng này mới giữ, giữ không nha. Không giữ mắt nha. Giữ giữ không nè. 21 hoành. 13 cao, đúng cây bonsai nữa vô, cây chậu một tay, cây bài đẹp lắm nha. 600 nha cô quá anh chị. Cây 37, 600. Cây 38, 600. Khỏi đo, nói chưa đo cho cô quá anh chị mình coi cái vui lòng. Bán không được cũng lợi được cái đo. 24 hoành. 24 cao. Cây này 600 luôn, đế là bao đẹp. Cây nào cũng đế giống hệt gì đó. Rồi cây này cũng vậy luôn. Giá 18 hoành. 19 cao, giá 400. Cây mấy rồi? Cây 39, 400, cây 40. 40. Lấy số tròn 40. Chiều nay ra số 40. 27 hoành. 30 cao. Cây này có giá 700 nha cô bác anh chị, cây này đẹp lắm. Dạ. 700, dạ rồi xong cây. Cây này cô, cây nu này cũng là cây cuối clip của em cháu, thì em cháu xin chào bà con cô bác anh chị xa gần và chúc cho cô bác anh chị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Và số điện thoại của em cháu là 0706398713. Mong cô chú anh chị ủng hộ em cháu thì em cháu rất là cảm ơn. Dạ chị chào anh Bắc luôn, Bắc ơi. Dạ, anh chào anh Hồng luôn. Rồi xin chào bà con cô bác, hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau. Sắp qua đây.